Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Vita sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách của các bạn trong Block Food. Đó chính là PvP theo màu của trái ác quỷ. Tụi mình sẽ phải sử dụng vòng quay này, nếu như quay ra màu nào thì phải sử dụng trái quỷ theo màu đó. Và mỗi trái quỷ ở đây tụi mình chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Và ai giành được 5 điểm đầu tiên sẽ trở thành người chiến thắng. Em sẵn sàng chưa Vita? Em sẵn sàng chấp nhận thử thách PvP nè đó. Rồi ok, let's go. Thì đến với vòng quay đầu tiên sẽ là của ai? Tẻ. Đi qua anh trước. Của anh đúng không? Và đó sẽ là trái màu trắng. What the hell? Và trái màu trắng của mình sẽ là trái... Ủa? Mochi là màu trắng đúng không? Màu tím nha. À, trái màu trắng là trái God à. Nhưng mà thôi, anh sẽ chọn trái Spider. Chắc không vậy, trái đó cũng yếu xìu rồi nha. Rồi, bây giờ sẽ đến với vòng quay của V-Duck nha các bạn. Để xem coi là V-Duck ra trái gì đây. Ui! Trái trái màu nâu. Thì như em thấy ở đây chứ màu nâu nó để chữ phế luôn nè. Rồi đến xem thử nha. Đặc biệt luôn nha. Là trái fan cành và trái bơm. Chết cơm thì thôi em lấy trái bơm đi. Em chắc chắn chưa? Rồi chắc chắn. Cho mất ban với bơm đi. Da đen mà còn ăn mấy trái đen đen nữa. Như nó trùng màu da với em luôn hay sao á. Màu nâu nâu nè. Có lẽ là do em da đen nên nó mới chọn em á Phúc. Mày ủa? Anh chưa thuộc chiêu nữa. Xin lỗi. Mày ai gà phúc à. mày ôi lắc quá vậy. Khoan nha, anh còn nhiều bình 600 bình, em 1.001 bình. Ây da, anh không thấy em xài chiêu luôn á. Đây rồi. Ủa chiêu C là tụi em hả? Anh xài chiêu không được vậy ta. Em ổn nhiều phút cho anh thấy anh đứng yên cái tự nhiên em quýnh anh quá trời luôn vậy. Cách lẻo nè. Ôi đứng bên rồi. Khi mình thắng được á bạn, mình thấy mình biến ảo quá. Ây da. Ôi các bạn ơi, nó tận dụng lợi thế mình đang bị lắc. Mày. Ê, em lắc em không di chuyển được luôn á. Game bữa nay kỳ quá ta, nó cố tình làm mình thua hay sao. Trận đầu tiên khá đơn giản nha các bạn. Bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ hai để xem coi là mình ra trái quỷ gì đây. Ui, lần này là hạng S hả? Nè. Su màu vàng và hạng S các bạn ơi. Trái màu vàng có trái nào mà hạng S ta? Thu mệnh nè. Và trái Leopard. Ánh sáng nữa. Nhưng mà chủ yếu trái anh muốn nói chung là trái Leopard. Chứ ai xài trái ánh sáng lỏ này. Ánh sáng không chừng mạnh hơn luôn. Gặp em là em xài trái ánh sáng rồi. Nhưng mà rất tiếc anh sẽ sử dụng trái Leopard. Rồi tới lượt em nha. Ok. Để xem coi là V-Duck nó ra trái quỷ gì nha các bạn. Anh màu vàng rồi thì em. Ui màu xanh nước biển ít cộng mới ngon nè. Trái tủ của em không nhớ phô. Kitsune hả? Em sẽ không xài trái đó, em để sau này em xài. Em sẽ xài trái Rumble nha. Thiệt không? Chấp anh luôn, tại em bro mà. Rồi các bạn ơi, thằng Phúc lỏ này nó nghĩ sao vậy ta. Rồi em xài Rumble nó bắt đầu luôn. Rồi anh chấp nhận thử thách của em đó. Vô mày, xúc nè cu. Ui cái gì vậy? Trời. Muốn so tài tốc độ hả? Coi nào nhanh hơn nè. Nhanh hơn. Ôi đừng. Ây da. Dạ em tránh xa anh ra đi, mình phải thả diều nữa các bạn ơi, mình là trái spam chiêu mà. Mày xúc mày nè cô. Rồi mày hay ta sao làm chứng sao chứng sao chứng sao không hay phố đau nè. Lên đây xúc em bắn em nè. Ôi cây vậy. Mày múa đi, ôi da đen chạy nhanh quá các bạn ơi. Ây da, ủa mà tính ra nó giờ máu cũng có mất đâu nè. Mày ai nè. Ôi gì đó, lắc rồi. Xạo cơ bạn. Anh đứng bên rồi. Mày biết xạo mà còn lại nữa. Ây da, cục cầu này nguy hiểm đó nha. Cái này mà đụng vô là te người đó. Mày. Sao? Mày thả diều. Sao? Mày thả diều. Ôi. Xem chết. Chết đi. Sợ chưa. Mày ôi vậy? Yes sir. What the fuck? Đáng nhờ phải bắn cái hướng em dịch chuyển thì anh bắn ngược lại luôn. Yes sir, đỉnh với các bạn ơi, mới làm cái pha phải gọi là highlight của mẹ đó luôn, để đời thiệt chứ. Và trái quỷ tiếp theo của mình sẽ là trái màu ui trái hạng S cộng nữa các bạn ơi. Hồi nãy á anh nhớ em không có chạy cái Kitsune không. Ok, vậy thôi mình sẽ sử dụng trái Blizzard nha các bạn. V-Duck á, là chỉ cần vậy nè, một kẻ là chết. Ok, bây giờ tới lượt em nè, để xem coi em còn may mắn như nãy nữa không nha. Màu trắng. Trắng hả?
Ui hên, ủa cũng không hên lắm. Nhưng mà trái bóng trắng có trái gót mà. Hiểu luôn, hiểu ai hắn chàng này đó các bạn biết mình là chùm trái gót mà. Dạ anh chỉ cần không cho em tiếp cận là được. Phi tiêu Shuriken. Ui ui. Đó 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 đó. Em là đây Shuriken, Shuriken. Mày mày mày, bảo tố tới cu. Mấy anh đệ tử của em bị anh sấy hết rồi, ui gì vậy? Em dám tiếp cận anh không? Domain expansion. Đúng. Chạy ra. Dám chạy hả? Ối gì hả? Khùng hả? Rồi mày xong. Mày xong. Lắc vãi, nãy em thấy anh đứng ở đó rõ ràng. Em là anh bật rồi đó. Ối gì hả? Ối sao? Ối da. Gì hay vậy? Mình nói em chùm trái gót mà. Chùm mệnh hả? Domain expansion. Rồi, đau nha. Mày bại vô đúng không? Biết ngay mà. What the hell man? Dạ, What the hell man? Chạy đâu Phúc, sao em đứng yên con chỗ vậy? Rồi, anh bị gì rồi? Ôi, anh cũng bị lắc nữa nè Phúc ơi. Ui da, ủa? Trời, lắc quá. Mày chùm gót đó mày. Ok, bây giờ sẽ đến với vòng quay tiếp theo nha các bạn. Để xem coi là mình ra trái quỷ nào đây. Và đó sẽ là trái màu trắng nữa hả? Hồi nãy xài với spider với trái gót rồi. Vậy thì bây giờ anh đành phải sử dụng trái rocket thôi. Ai biết đâu giờ em quay chứ mà nâu mới đắt nè. Rồi vòng quay của em nè, cười người hôm trước đi, hôm sau lại cười hả? Em ra cười nữa, cười tiếp luôn. Rồi với trái màu vàng này thì nãy em đã sử dụng trái leo bát rồi, em chỉ còn trái bít ha với lại trái lai, trái sen, em chọn cái nào? Em sẽ chọn trái mặt tổ đi, vì em cũng xài trái rocket cùi bắp mà, trái nào trả hắn. Ơi thôi làm ơn xài trái lai đi Phúc. Ok, trái lai cũng được. Tại biết sao biến hành hùng mình á thì nó sẽ được tăng cái chống chịu á, nó quýnh khó hơn, nên mình sẽ dụ nó xài trái lai nha các bạn. Thằng này bị lừa rồi, sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi mày lai này. Ôi lai này mà xài. Mày anh nói rồi, em bị anh dụ rồi coi nè. Xài chứ ép và bắn. Ôi dạ, what the hell? Đứng em ơi. Dạ. Thằng Phúc nó mới bị đứng các bạn ơi, mình thì bình thường thôi. Rồi bay lên, trời cao to kìa. Chắc ghi tiêu đề là chơi lock foot cùng với chế độ lắc. BBB với chế độ lắc. Không sao, mình còn chiêu góc kết bay rồi các bạn. Góc kết bay. Coi nè. Mày, rồi. Mày, ôi. Từ nha, anh tập trung bắn. Mày ở đây phải không? Ủa gì vậy? Anh mới thấy em đó mà. Ơi, má lắc thiệt luôn á. Mày, ôi. Mày, ảo. Cơn mưa hình nộ. Ôi, né được hết. Cơn mưa dưa hấu. Thiên nhiên dỗ về. Cơn mưa dưa hấu. Vẫn mặt hả, không có bắn gì hết trơn chi. Chị em lắc nó nghiêng rồi cái anh quýnh em chết. Như lắc nó đứng về phía lệnh hoặc là lệnh cố tình tạo lắc các bạn. Đã nói anh là admin ngầm mà không tin. Sao trận này mà nó dám kỳ thị mà nó đi các bạn làm cho nó lắc thêm nữa nè. Ui, và đó chính là em trái màu vàng. Của em quay trước. Không biết trái màu vàng đâu, cái gì đâu. Thôi, của anh á. Trời ơi, nãy nó lật mặt kìa các bạn. Em quen chú Lý Hải phải không? Diễn viên mùa 8 của lật mặt nè. Lật mặt 8 với đắt. Màu vàng hả? Anh nghĩ anh sẽ chọn trái flame đi. Tại vì trái két của nó không có chiêu V. Sẵn sàng chế độ lửa chùa để đối đầu với em rồi đó. Ui, chúng luôn kìa, sai vậy? Hình như mới phát hiện cái gì đó mới thì phải. Gì chiêu này sai vậy? Được rồi, mình sẽ đến với vòng quay của V đắt nha các bạn. Trái màu tím, what the hell? Ê, màu tím mà toàn giá sẹn nữa không nha. Spirit nè, Venom, Shadow, trái Mochi, Mammoth. Thôi được rồi, cũng lâu rồi em chưa có dùng lại cái trái sao của em. Nè, hôm nay em sẽ dùng trái sao nha. Cái đó là kiểu chùm phụ thôi, còn cái này là chùm chính luôn. Rồi. Sẵn sàng rồi, ui, hay vậy? Mày tiếp cận anh đi. Quả cầu lửa, chạy hộ anh một cái. Coi nè Phúc, coi đây làm nó bung tiếp cận em nè. Mày, ui, sao này mình quýnh nó vậy mà nó vẫn liều với ta. Gặp phải thằng liều. Ui, má phá chiều luôn, cay dữ vậy. Em bị khùng á Phúc, sao em tiếp cận anh hoài vậy? Bình tĩnh đi Phúc ơi. Anh xài nó bung. Rồi, cay không? Cay. Rồi. Ủa, cái gì vậy? Lát hoài vậy sạm. Em chạy ra khỏi quả cầu rồi mà ta. Không công bằng gì hết trơn á. Lại đi. Lại hả? Thôi cho mày đắt lại cái thôi. Cơ hội cuối thôi nha. Ôi da. Gì ghê vậy? Ây da. Mày. Còn lắc không? Phải này là còn lắc không? Lắc. Lắc cái cục. Lắc kìa. Nè. Rồi, là
lắc quá không né quả cầu được. Đang đi trên đường đi đến đâu cái quả cầu nó mọc ra kìa kìa. Ui, mình sẽ chiến thắng cái lắc này để tận dụng nó giết kẻ thù của mình. Mày, ui anh lắc luôn rồi. Ui anh lắc luôn rồi. Luôn giữ nộ các bạn ơi. Tắt. Anh bị lắc thiệt luôn. Mà. Mày. Ui em dịch chuyển liên tục luôn kìa. Ui anh bay. Ui bro. Easy. Thôi rồi, coi như là chăm trước nó một cơ hội chút xíu thôi các bạn. Để xem coi là trái quỷ tiếp theo của mình là trái màu xanh nước biển. Hình như nãy giờ chưa ai xài trái Hồi nãy mình nhờ Vidac thắng thì đương nhiên bây giờ mình phải sử dụng trái nào mạnh mạnh tí chứ đúng không các bạn. Rồi, tới vòng quay của Vidac này các bạn ơi. Biết vậy nãy đừng nhường rồi, má đáng ra là 5-0 mới đúng chứ. Ui, và Vidac cũng là trái màu xanh nước biển luôn. Ôi, căng như ta. Ây da, em muốn xài chơi Spirit à. Rồi bắt đầu đi. Rồi bắt đầu luôn rồi đó. Quất mày. Mày láo hả không? Mày đâu rồi? 9.000 máu. À, hình như chiếc Kitsune này quá mạnh luôn hay sao á. 8 triệu Billy của khác các bạn ơi. Rồi xong phim. Gì trời. Trời ơi, sao mình tiên cứ kiểu lâu lâu cái màn hình mình đứng yên, cái xong cái là bài lại quất mình. Anh còn chưa biến hình dạng Kitsune nữa nè. Coi như trận đấu nãy là trận đấu hữu nghị rồi không, mình đánh trận thiệt giờ đi. Mày. Đâu rồi? Mày chạy đâu rồi? Ôi, Vidac nó chạy nhanh lắm các bạn ơi. Ủa, em đang elite anh hay gì vậy? Ủa, sao anh muốn hộp không vậy? Thằng này tắt elite nữa các bạn ơi. Mày. Lắc rồi, anh đứng bên rồi. Mày sao mọc đuôi lên rồi. Từ phải bình tĩnh lại, pha này là sao? Bắn nè, bắn nhẹ cái thôi. Ây da, mày. Ui, bị đứng nữa rồi. Không, cái đó em chói anh lại mà. Chiều đó chói mà nãy giờ nó đứng bên các bạn. No. Mày. Cái pha đó là em chết là tại vì anh đứng nhìn chờ anh bắn chiều đúng không? Rồi vô chấp nhận thua luôn chứ biết sao giờ. Ok, chiến xe nữa và Lady and Gentlemen, người chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay đó chính là anh Crazy Leon với tỷ số là 5-0. Ê, lộn nha, 5-1. Ok, các bạn nhớ cái số dưới like và đăng ký cho kênh của mình nha. Còn bây giờ, bye bye.